không muốn người hâm mộ phải buồn và không muốn niềm vui của người hâm mộ ngắn. Và chúng em muốn người hâm mộ cả nước có được niềm vui trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Và hôm nay thực sự chúng em đã làm tất cả những gì có thể để người hâm mộ của người dân Việt Nam có được một niềm tin, niềm hạnh phúc trọn vẹn như em đã hứa. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thực sự mà nói là mình nhìn thấy tất cả những khán giả họ cực kỳ là vui mừng. Còn cái chiếc cúp nó về với chúng ta phải nói mừng lắm, hạnh phúc lắm rồi.